Để chuẩn bị báo cáo cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, chiều nay ngày 1 tháng 12, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện giám sát các nhiệm vụ công tác năm 2021 của Sở Tư pháp Đà Nẵng. Trong 10 tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác tư pháp, tham mưu Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 45 văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành thẩm định 51 dự thảo và đề nghị xây dựng 8 nghị quyết, tham gia góp ý hơn 1.000 lượt dự thảo văn bản. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2021 về cơ bản thực hiện theo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định 34 năm 2016 của Chính phủ, công tác kiểm tra 33 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chưa phát hiện sai về nội dung, thẩm quyền và thể thức. Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các sở ngành chuyên môn rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm. Công tác bổ trợ tư pháp luôn được tăng cường chú trọng, công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải cơ sở được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, công tác hộ tịch, bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giải quyết đơn thư tố cáo phòng chống tham nhũng được xử lý kịp thời, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.